Ngục gia cuồng long chương 2107 cản đường công tôn chiều đi theo phía sau một đám người, ngoại trừ Trấn quốc công phủ thị vệ, còn có bốn tên tiên phong đạo cốt tu sĩ. Ngay cả trương thị thế mà cũng đi theo, hắn sải bước đi tới, chuyện làm thứ nhất chính là quét mắt một vòng xuống thuyền người, phát hiện trong đó thế mà không có công tôn hạo thân ảnh sau đó ánh mắt trước tiên khóa chặt ở tần phong bọn hắn bên này tướng công hạo đâu rồi ta như thế nào không thấy hạo nhi à trương thị trong tay nắm chặt một cái khăn tay tại không thấy công tôn hạo sau mặt mũi tràn đầy cháy bỏng xem ra cũng sắp khóc nhìn thấy bọn hắn xuất hiện đông cung nhã cùng nam hạc hiên trước tiên nhìn về phía công tôn mạc phía trước công tôn mạc hai mắt đỏ nhìn bọn hắn chằm chằm dáng vẻ còn rõ ràng trong mắt nhưng là từ thử kiếm dưới núi tới sau đó công tôn mạc cả người bình tĩnh nhiều cho dù công tôn triều ánh mắt rơi xuống trên người hắn hắn cũng nhìn như không thấy lão tần chúng ta đi về nghỉ trước nghỉ ngơi đi sau đó liền muốn chuẩn bị trở về tông môn công tôn mạc chủ động mở miệng ân tần phong cũng không muốn chờ tại loại này nơi thị phi lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi vừa vặn hắn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi mạc vấn uyên bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm nhưng bọn hắn mới vừa xoay người liền nghe công tôn chiều gầm lên một tiếng dừng lại sau đó công tôn triều thị vệ liên tới đem bọn hắn bao bọc vây quanh tần phong còn chưa mở miệng Công tôn mạc quay đầu, hờ hững nói. Có việc, nhìn xem trong ngày xưa người người tán thưởng nhi tử, công tôn chiều không khỏi có chút không thoải mái. Dù sao từ nhỏ đến lớn, công tôn mạc ánh mắt nhìn hắn bên trong mãi mãi cũng là tràn ngập sùng bái và tình cảm quấn quýt Nhưng bây giờ ánh mắt của đối phương cực kỳ lạnh nhạt, giống như là tại nhìn một người xa lạ. Cái này khiến công tôn triều rất không thoải mái. Hắn cau mày, mang theo trương thị đi tới, song phương cách biệt bốn năm bước, ta hỏi ngươi, đệ đệ ngươi đâu? Nghe được xưng hô thế này, công tôn mạc khóe môi câu lên một vòng trào phúng, đệ đệ. Quốc công gia có phải là nhớ lộn rồi hay không? Mẹ ta liền sinh ta một đứa con trai như vậy. Ta từ đâu tới đệ đệ? không đợi công tôn triều mở miệng hắn lại giật mình nói úc ta nhớ ra rồi quốc công gia trong miệng đệ đệ sẽ không phải là nói cái kia tiểu thiếp còn lại con thứ a à. bị điểm danh vợ lẽ thân phận trương thị sắc mặt hết sức khó coi chính nàng ngược lại là không có gì nhưng công tôn hạo bây giờ thế nhưng là thế tử nhìn công tôn mạc dáng vẻ hắn tựa hồ đã biết cái gì vạn nhất truyền đi sau này công tôn hạo địa vị nhưng là không chắc chắn tướng công nàng nhẹ nhàng lôi kéo công tôn triều không cần nàng nhắc nhở công tôn triều đã mang theo mấy phần nộ khí hướng về phía công tôn mạc giận dữ mắng mò làm can hạo nhi là đệ đệ ngươi đây là sự thật không thể chối cãi lòng ngươi có oán hận cũng không nên phát tiết tại đệ đệ ngươi trên thân nói hạo nhi hiện tại ở đâu đối mặt công tôn mạc trước đây lạnh nhạt công tôn triều rất tức giận bởi vì trong mắt hắn coi như mở bình quận chúa chết công tôn mạc cũng là hắn con ruột thân là con của người sao có thể đối với phụ thân lộ ra ánh mắt ấy đây là đại bất kính bất quá hắn bây giờ quan tâm hơn chính là công tôn hạo hướng đi trở về mấy người như vậy lại duy chỉ có không thấy công tôn hảo. Bên cạnh hắn đi theo nhiều cao thủ như vậy, làm sao lại về không được đâu. Trương Thị cũng đi theo tiếp lời, đúng vậy a à. Mạc Nhân Huynh nói thế nào cũng là phủ quốc công hậu đại, lần trước trở về làm thành như thế, cha người đều không cùng ngươi tính toán, người nhìn hắn quan tâm nhiều hơn ngươi. Ta biết, ngươi lên núi nghỉ ngơi, thế tử vị trí cho hạo nhi trong lòng ngươi có khí nhưng ta và ngươi cha cũng là hành động bất đắc dĩ a à. ngươi vừa đi chính là 10 năm trấn quốc công phủ thế tử vị trí cũng không thể một mực không công bố đây đều là quốc chủ ra lệnh mạc nhi ngươi là hảo hài tử không thể bởi vì ghen ghét liền đối với hạo nhi hạ thủ a à. tần phong ôm cánh tay đứng ở một bên nghe được trương thị lời này chỉ có thể cảm khái một câu năm xưa bích loa xuân. Trương Thị nghe là đang vì công tôn mạc nói chuyện, nhưng mà lời văn câu chữ đều đang nói cho những người khác. Công tôn hảo không có thể trở về tới khẳng định cùng công tôn mạc có liên quan. Là công tôn mạc ghen ghét công tôn hảo cướp đi hắn thế tử chi vì. Dựa theo ý nghĩ của nàng, công tôn mạc cá tính, lúc này nên nổi trận lôi đình nói không chừng còn muốn đối với công tôn chiều động tay nhưng hết lần này tới lần khác công tôn mạc không có như nàng suy nghĩ ngược lại nhàn nhạt lườm hai người bọn họ một mắt thế tử chi vị ai tới kế thừa cùng ta có quan hệ gì cái gì công tôn chiều sửng sốt một chút giống như là không có phản ứng kịp Lần trước trở về thời điểm ta cũng đã nói, từ nay về sau, ta cùng chấn quốc công phủ lại không liên quan. Thế tử vị trí các ngươi nguyện ý cho ai cùng ta cũng không quan hệ. Từ mẫu thân của ta sau khi chết, ta cùng chấn quốc công phủ liền lại không nửa điểm quan hệ. Đến nỗi một cái con thứ làm tới thế tử, ta thì càng không thèm để ý, ngược lại mất mặt là chấn quốc công phủ không phải ta, công tôn mạc thần sắc lạnh lùng, không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Cũng là bởi vì hắn quá lãnh đạm, công tôn chiều ngược lại tức giận mạnh hơn, nghịch tử. Người sinh là ta công tôn gia nhân, chết là ta công tôn gia quỷ. Nếu không có chấn quốc công phủ, ngươi cho rằng chính mình có tư cách lên núi tu hành. Hiện tại muốn cùng công tôn gia thoát ly quan hệ không cửa, ta hỏi ngươi, Hạo Nhi hiện tại rốt cuộc ở đâu? Ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cứ việc lần trước Mạc Vấn Uyên hiện thân, đem bọn hắn mang hết đi. Thật sự mà đánh chấn quốc công phủ mặt mũi, nhưng cái này không có nghĩa là công tôn triều sẽ sợ bọn hắn hắn cũng không cho rằng công tôn mạc thật có thể bỏ qua chấn quốc công phủ cái này hậu trường không còn chấn quốc công phủ hắn chính là một cái bình thường tu sĩ tại vô tướng tông như thế bên trong tông môn còn có cái gì đất đặt chân đúng vậy a mạc nhi ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói nói nhảm a trương thị lúc này cũng đứng ra hảo tâm khuyên cáo bất kể như thế nào ngươi cũng là chúng ta trấn quốc công phủ dòng dõi ngươi cũng đừng nói mê sảng a à. nhìn bộ dáng của nàng trong lòng sợ là ba không thể công tôn mạc lập tức cùng công tôn triều vạch mặt triệt để rời đi trấn quốc công phủ a à. dù sao nữ nhân kia mặc dù chết nhưng công tôn mạc không chỉ là con của nàng cũng là công tôn triều nhi tử huyết mạch tương liên khó đảm bảo công tôn triều sẽ không động lòng chắc ẩn công tôn mạc đã sớm nhìn thấu tâm tư của bọn hắn liền giải thích tất yếu cũng không có dứt khoát quay đầu hướng tần phong đạo lão tần chúng ta đi về trước đi ân cũng tốt bọn hắn muốn đi nhưng công tôn triều không để thị vệ đem bọn hắn bao bọc vây quanh trên thân công tôn mạc trong khoảnh khắc linh lực tăng vọt khi chàng lạnh nhạt, không muốn chết liền lăn. Đám này cản đường thị vệ cũng là người bình thường, nếu không phải công tôn triều. Bọn hắn vốn không nên xuất hiện tại chốn đào nguyên. Bọn hắn cũng biết công tôn mạc bây giờ cũng không phải phàm nhân, thật động thủ, bọn hắn căn bản không phải công tôn mạc đối thủ. Thế nhưng là quân lệnh như núi, ai cũng không dám động. Đang lúc công tôn mạc muốn động thủ, Tần Phong kéo hắn lại, nhìn về phía Công Tôn Triều, quốc công gia muốn ở chỗ này động thủ. Thật sự không muốn biết nhi tử hướng đi sao? Chương 2108 nhi tử ta ở đâu, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Tần Phong tiếng nói rơi xuống, Công Tôn Triều trong mắt lập tức thoáng qua vẻ hàn quang. Tần Phong bình chân như vậy mà nhìn xem hắn quốc công gia ngăn ta lại nhóm đơn giản chính là muốn hỏi một chút ngươi đứa con trai kia tung tích không phải sao vừa vặn công tôn mạc không biết ta lại biết bọn hắn hiện tại ở đâu quốc công gia ngươi không bằng biến thành người khác hỏi một chút công tôn triều nhìn xem tần phong trong mắt lập lòe nguy hiểm cứ việc vào núi ngày đó hắn không hề lộ diện nhưng mà công tôn mạc bọn người ở tại trên đông hải nhất cử nhất động hắn đều là biết đến tỉ như người trẻ tuổi trước mắt này hôm đó liền tại trên biển đông ngay trước trước mắt bao người thế mà trực tiếp đem bên cạnh công tôn hạo một người tu sĩ cánh tay phải cho chém đứt sau đó tên tu sĩ kia cũng không thể đi theo công tôn hạo lên núi hơn nữa công tôn triều chính mình mặc dù cũng không phải tu tiên giả nhưng hắn dù sao cũng là rong ruổi chiến trường võ giả tại xa trường cùng triều đình đều chìm đắm nhiều năm hắn nhìn người ánh mắt so với thường nhân muốn cay độc phía trước tần phong không nói nhiều nhưng lại để cho người rất khó coi nhẹ hắn bây giờ cũng giống như vậy công tôn triều luôn cảm thấy người trẻ tuổi này lần này sau khi xuống núi tựa hồ so sánh với núi phía trước biến hóa càng lớn trên người hắn nhiều một cỗ kỳ quái khí chàng để cho chính mình cái này rõ ràng có địa vị cao nhiều năm người ở trước mặt hắn vậy mà đều không có cách nào nhấc lên cảm giác yêu việt tới tần phong cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem hắn cái này nụ cười nhàn nhạt bên trong đều khiến người cảm thấy có chút dùng mình người nói là người biết công tôn hảo ở đâu vì công tôn hảo công tôn triều tạm thời đè xuống gầm thét. Tự nhiên, Tần Phong gật đầu cười, không chỉ có ta biết, kỳ thực chư vị ở đây đều hẳn phải biết. Ngươi có ý tứ gì? Công tôn triều ngưng lông mày. Kỳ thực rất đơn giản, Tần Phong giải thích nói, chúng ta bây giờ có thể người xuống, cũng là đang thử kiếm sơn bên trong trải qua gặp chắc trở sau đó. Dựa vào bản thân thực lực đi ra ngoài người những cái kia không có đi ra ngoài, đơn giản mấy cái nguyên nhân, hoặc là cảm thấy 10 ngày tu hành vẫn chưa thỏa mãn. Còn nghĩ lại tiến thêm một bước, hoặc là chính là thực lực không tốt thiên phú quá kém, thời gian 10 ngày căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tự nhiên cũng không có đi ra ngoài năng lực. Dù sao thử kiếm san hướng tới là rộng tiến nghiêm ra. Sau khi nói đến đây, Trương Thị cùng công tôn chiều sắc mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt là Trương Thị, nàng nắm chặt khăn tay ngón tay hơi hơi trắng bệch, nhìn mười phần dùng sức. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ đi ra người đứng ở chỗ này là công tôn mạc mà không phải công tôn hảo. Công tôn mạc liền mấy người đi vào, bên cạnh công tôn hảo lại đi theo không thiếu cao thủ. Hết lần này tới lần khác, Công Tôn Hạo không thể đi ra, Công Tôn Mạc đi ra. Dựa theo Tần Phong nói như vậy, không phải liền là Công Tôn Hạo năng lực kém xa Công Tôn Mạc. Nàng không thừa nhận, con của nàng tuyệt đối sẽ không so tiện nữ nhân đó nhi tử kém. Cái này vị tiểu huynh đệ thật là biết nói đùa, Trương thị ngoài cười nhưng trong không cười, Hạo Nhi mặc dù khiêm tốn, nhưng là từ tiểu là cha hắn cha tự mình dạy bảo. Bên cạnh đi theo vô số cao thủ, tất nhiên Mạc Nhi đều có thể đi ra, Hạo Nhi làm sao lại ra không được đâu. Tần Phong đảo mát, úp, tất nhiên quốc công phu nhân chắc chắn như thế. Vậy xem ra công tôn Hạo hẳn là loại thứ ba khả năng. Tất nhiên hắn thiên phú dị bẩm lại có nhiều cao thủ như vậy ở bên người giúp đỡ cuối cùng lại không có thể đi ra. Điều này nói rõ, hắn có thể đã chết. Tần Phong mỉm cười, bình tĩnh nhìn về phía công tôn chiều vợ chồng. Thật tình không biết hắn một câu nói kia. Trực tiếp đem hai vợ chồng lửa giận cho đốt lên. Im ngay, công tôn chiều giận không kìm được. Một đôi chồng mắt đều có thể phun lửa. Con ta bên cạnh cao thủ nhiều như mây so với các ngươi mấy tiểu bối không biết mạnh bao nhiêu, coi như các ngươi chết hắn đều sẽ không chết. Hắn tại nói lời này thời điểm lại quên, chính hắn một cái khác thân nhi tử. Cũng tại, mấy tiểu bối, trong hàng ngũ, bất quá hắn không quan tâm công tôn mạc chết sống, chỉ để ý hắn cùng trương thị còn lại công tôn hào. Tần phong liếc qua công tôn mạc, cái sau vẫn là bộ kia thần sắc nhàn nhạt bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra thương tâm tần phong khóe môi hơi câu xem ra hắn chính xác lớn lên không thiếu lúc này tần phong dư quang liếc thấy danh kiếm sơn trang người bên kia xuống thuyền sau đó danh kiếm sơn trang vị trưởng lão kia liền mang theo người đối với trác thừa ăn ba người hỏi đến cái gì có lẽ là chết năm tên đệ tử bây giờ bên kia tức giận có chút trầm trọng mà tô anh đối với trưởng lão nói cái gì trưởng lão kém chút một cái tát đánh vào đỗ lương bình thân bên trên nhưng thấy hắn bịt lấy lỗ tai một lỗ tai không còn bây giờ còn máu me đầm đìa hẳn là lại hỏi chuyện gì xảy ra tại trong tô anh thần sắc khó khăn danh kiếm sơn trang nhân theo lấy nhìn bên này đi qua tần phong ngoác ngoác môi xem ra người bên kia cũng muốn đến đây hắn đứng ra đi đến công tôn triều trước mặt cái sau bên cạnh đi theo tu sĩ ngăn cản hắn bị công tôn triều phất tay lui ra đừng cản hắn ta ngược lại muốn nhìn hắn muốn nói cái gì những người khác tránh ra Tần Phong liền đi tới bên cạnh Công Tôn Triều nói nhỏ, bên cạnh hắn chính xác đi theo cao thủ không tệ. Có thể thử kiếm sơn bên trong hung hiểm vạn phần, ai lại dám cam đoan bọn hắn sẽ không tẩu tán đâu? Nếu là tẩu tán sau đó, tiểu thế tử gặp kẻ xấu, trực tiếp bị người giết chết, cũng nói không chừng. Dù sao Quốc công gia danh hào, đến thử kiếm núi nhưng là khó dùng nhìn xem công tôn triều sắc mặt từ hồng chuyển bạch. Tần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng không để ý giúp công tôn mạc ra một hơi, huống hồ công tôn hạo chính xác kém chút chết ở trên tay hắn. Mặc dù cuối cùng công tôn hạo là bị công tôn mạc đả thương, nhưng ở chân chính trầm oan giải tội phía trước, nếu là truyền ra công tôn mạc giết thân đệ đệ tin tức đối với hắn sau này cho mình mẫu thân lật lại bản án là cực kỳ bất lợi. Cho nên Tần Phong trực tiếp đem đả thương công tôn hạo, tội danh, cho thuộc lòng. Là ngươi, công tôn chiều trợn to hai mắt, nhìn chằm chặp Tần Phong, tựa hồ một giây sau liền muốn để cho người ta đem hắn cầm xuống. Tần Phong thì cười quay người, quốc công gia cũng đừng tức giận, ta chỉ là nói chuyện như vậy ngươi cũng liền nghe xong như vậy, chuyện không có chứng cớ tình như là thuận miệng nói bậy, đây chính là vu hám à. Bất quá, nếu là quốc công gia lại muốn tại 5 năm, năm sau đó nhìn thấy con của mình. Tốt nhất trở về suy nghĩ thật kỹ, những năm này thiếu nợ người nào, nên làm chút cái gì. Bằng không, quốc công gia hẳn là cũng không muốn trong vòng một đêm liền mất đi hai đứa con trai à. Nghe được Công Tôn Hạo rất có thể đã chết ở Tần Phong trên tay, Trương Thị tại chỗ kém chút bất tỉnh đi. Công Tôn Triều thì tức giận đến toàn thân phát run. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức để cho người ta đem Tần Phong đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Đem bọn hắn bắt lại cho ta, mang về nước công phủ. Không thấy được nhi tử ta, một cái đều không cho đi nhưng hắn quên hiện tại là tại địa phương nào, trốn đào nguyên cho phép bọn hắn những thứ này, ngoại nhân, đi vào. Đã là bởi vì thử kiếm núi mở ra duyên cớ ngoài định mức ân huệ, bằng không bọn hắn liên nhập trốn đào nguyên cơ hội cũng không có. Ở đây nháo sự, trốn đào nguyên người làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trường 2109 chết đáng đời dừng tay. Quả nhiên, Trấn quốc công phủ bên này vừa muốn động thủ, một bên khác liền truyền đến một đảo tang thương lại thanh âm uy nghiêm. Đám người quay đầu, chỉ thấy lộ văn tinh mang lấy một đám người đi tới, trong đó tự nhiên đi theo xoáy nguyệt. Nhìn thấy lộ văn tinh xuất hiện, công tôn chiều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Do dự một cái chớp mắt, lại không để cho người ta dừng tay dù sao hắn nhưng là cao cao tại thượng trấn quốc công dưới một người trên vạn người vị trí ngồi quá lâu để cho hắn cho rằng một cái trốn đào nguyên đại tế ti mà thôi không có khả năng không cho hắn mặt mũi này thế là hắn không có uống lui thủ hạ của mình ngược lại hướng bọn hắn gầm thét một tiếng còn đứng ngây đó làm gì muốn ta tự mình động thủ sao trấn quốc công phủ người tự nhiên là nghe trấn quốc công cho nên hắn ra lệnh một tiếng sau bao quát hai tên tu sĩ ở bên trong cùng nhau hướng về tần phong bọn người nhào lên tần phong đứng tại chỗ bất vi sở động sau một khắc liền có một đảo kình phong hướng về bên này đánh tới đám người thậm chí đều không thấy rõ lộ văn tinh đến cùng động thủ như thế nào chỉ biết là sau một khắc bao quát đi theo công tôn chiều bên người hai tên tu sĩ mười mấy người cùng một chỗ bị đạo này cuồng phong quấn vào nước biển bên trong. Công tôn triều lập tức giận không kìm được, mặt đen lên quay đầu nhìn về phía lộ văn tinh, đại tế ti đây là ý gì? Ta Trấn quốc công phủ việc nhà, chẳng lẽ trốn đào nguyên cũng muốn nhúng tay sao? Đối mặt công tôn triều chất vấn, tại chỗ phần lớn người là kinh ngạc không nghĩ tới cái này nhìn mặt mũi hiền lành lão nhân lại chính là trốn đào nguyên đại tế ti. Đến nỗi lộ văn tinh bản thân, nhưng là khóe môi mỉm cười. Nhìn thế nào cũng là một bộ bộ dáng rất dễ nói chuyện, nhưng nàng hạ thủ nhưng xưa nay không lưu tình. Xoáy nguyệt thì một mặt không vui, ngoài mạnh trong yếu, ha ha. Trấn quốc công phủ lại như thế nào? Đây là trốn đào nguyên chính là các người quốc chủ tới, cũng muốn đối với ta tổ mẫu lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là một cái chấn quốc công. Cũng muốn tại ta trốn đào nguyên thổ địa bên trên dương oai, người cũng dám. Công tôn chiều lần này càng tức giận hơn, hắn lúc nào bị người như thế xuống mặt mũi. Hơn nữa còn là một cái 17-18 thiếu nữ. Trốn đào nguyên coi như thần bí đi nữa, cuối cùng cũng tại Đông Ly Quốc quốc thổ phía trên, bọn hắn làm sao dám. Công Tôn Triều còn dự định nổi giận. Một đám nhìn bất quá là hương giã thôn phu người đã tại trong bất chi bất giác đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những thứ này ngày bình thường còn muốn trồng trọt nông phu, giặt phụ nhân. Thậm chí là mới bất quá 12-13 tuổi hài tử, khí chàng trên người đều gọi người không thể coi thường một người tu sĩ biến sắc vội vàng tiến đến bên cạnh công tôn triều khuyên nhủ quốc công gia người nơi này đều không đơn giản a à, chỉ là đứng ra cái này một số người tùy tiện sách đi ra một cái chính là kim đan kỳ công tôn triều chưa từng tới mấy lần hắn thiếu chút nữa thì quên trước đây mới xuất hiện trốn đào nguyên cái địa phương này đồng ly quốc gót sát liền tính toán đặt chân nơi đây nhưng về sau, Đông Ly Quốc quân đội làm sao tới chính là như thế nào trở về? Thậm chí tại ngàn năm trước, nếu không phải trốn đào nguyên vô tâm thế tục, chỉ sợ Đông Ly Quốc đã bị diệt quốc. Một cái kim đan khắp nơi đi chỗ, chỗ nào là bọn hắn có thể tùy tiện dương oai. Công tôn chiều sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này, bất quá bây giờ mở miệng thái độ cùng ngữ khí so vừa rồi tốt hơn nhiều. Đại tế ti, ta chỉ là muốn hỏi một chút nhi tử ta đi nơi nào, mấy người này vừa vặn biết con ta tung tích. Người đây cuối cùng sẽ không ngăn lấy ta đi. Xoáy nguyệt mặc dù không quen nhìn tần phong, nhưng nơi này là trốn đào nguyên, nàng càng không thể dễ dàng tha thứ có người ở trốn đào nguyên làm càn. Càng càng không thể dễ dàng tha thứ có người đối với tổ mẫu vô lễ như thế dù là đối phương là trấn quốc công cũng không được ha ha quốc công ra lời này ta không hiểu rồi trước đây ngươi tìm tới chúng ta trốn đào nguyên nói muốn đem con của ngươi đưa vào thử kiếm núi trước đây ta tổ mẫu thế nhưng là khuyên qua ngươi thử kiếm núi hung hiểm vừa vào thử kiếm núi chính là cửu tử nhất sinh mặc kệ thân phận chỉ nhìn thực lực nhưng ngươi khi đó nói dễ nghe nói muốn để con của mình lịch luyện một phen. Kinh nghiệm một chút gặp chắc trở mới có thể trưởng thành, vì thế vẫn còn muốn tìm ta tổ mẫu cầu nguyệt hoa thạch. Chúng ta không có đáp ứng, khuyên người nghĩ lại cho kỹ, người lại chính mình quyết định chú ý. Hiện tại nhi tử chính mình tư chất kém không có thiên phú có nhiều người như vậy che chở con ra không tới. Cho dù chết ở thử kiếm trên núi cũng là trình hắn chọn, quan người khác chuyện gì. Xoáy Nguyệt vừa nói, còn nhịn không được liếc mắt. Những người khác không biết, nhưng nàng nhớ kỹ đang thử kiếm sơn mở ra phía trước một tháng. Công tôn triều liền mượn Trấn quốc công phủ thân phận, tìm được tổ mẫu tới nơi này. Xem ở lão quốc công mặt mũi, lộ văn tinh tự mình thấy hắn. Lúc đó hắn còn mang theo công tôn hạo vừa tới, cái kia nuông chiều lớn lên thế tử ra, xem xét chính là hoàn khố tử đệ. Lúc đó trong thôn một đứa bé hiếu kỳ, không cẩn thận đụng phải hắn, hắn phản ứng đầu tiên lại chính là để cho người ta đem đứa bé kia mang xuống đánh chết. Nếu không phải là lộ văn tinh đứng ra, đứa bé kia liền tao ương, đây vẫn là tại người người tu tiên trốn đào nguyên không dám nghĩ công tôn hảo ở bên ngoài đối mặt dân chúng bình thường có nhiều phách lối. Cho nên kể từ lúc đó bắt đầu, xoáy nguyệt đối với người một nhà này cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Nghe được xoáy nguyệt trực bạch nói ra công tôn hạo thiên phú kém chết đáng đời các loài. Tần phong khóe miệng có chút co lại, phía trước xoáy nguyệt ngang ngược càn dỡ thời điểm, hắn tưởng rằng nhắm vào mình hiện tại xem ra không phải nàng bình đẳng xem không dậy nổi tất cả mọi người bất quá lần này nói lại là lời nói thật công tôn triều trong lúc nhất thời mặt trầm như nước không nghĩ tới sẽ bị một tiểu nha đầu phiến tử trước mặt nhiều người như vậy quở trách đặt ở đông ly quốc liền xem như công chúa nhìn thấy hắn cũng muốn ngoan ngoãn hành lễ càng không nói đến một cái hương giã tiểu nha đầu nhưng lộ văn tinh từ đầu đến cuối cười yếu ớt ngâm ngâm mà nhìn xem, thẳng đến xoáy nguyệt nói xong, nàng mới mở miệng, chấn quốc công, tại vào thử kiếm trước núi ngươi liền nên biết. Vào thử kiếm núi, chết sống có số, không phải ngươi ta có thể quản. Có thể thử kiếm sơn là các ngươi trốn đào nguyên cai quản khu vực. Ngươi cái này đại tế ti không nên phụ trách sao? công tôn triều nuốt không trôi khẩu khí này lộ văn tinh cười thử kiếm núi cũng không phải là ta trốn đào nguyên địa giới cái kia vốn là là nơi vô chủ trốn đào nguyên chỉ trích là vì bảo hộ cái chỗ kia không bị người phá hư cũng không phải bảo hộ tất cả xâm nhập thử kiếm núi người nếu là người người đều phải trốn đào nguyên ra tay cái kia trốn đào nguyên người sợ là chuyện gì đều làm không được thành suốt ngày vây quanh thử kiếm sơn trang truyền nói xong thậm chí không đợi công tôn triều mở miệng lộ văn tinh liền trực tiếp nói có thể chứa quốc công cũng mang nhiều người như vậy lên đảo là bởi vì lão thân đã từng cùng lão quốc công từng có một đoạn giao tình bây giờ phần nhân tình này ta đã trả hết còn xin quốc công ra không nên ở chỗ này dừng lại bằng không lão thân chỉ có thể tự mình tiễn khách Trước đây Lộ Văn Tinh cùng Lão Quốc Công từng có một đoạn giao tình, nhưng giao tình này cũng không sâu. Có thể làm được một bước này đã là ngoài định mức khai ân. Lộ Văn Tinh nụ cười không thay đổi, nhìn xem sắc mặt nặng nhanh hơn chảy ra nước Trấn Quốc Công, cười nói, đến nỗi tiểu thế tử. Nếu là Trấn Quốc Công không yên lòng, đại khái có thể chính mình đi tìm một chút nhìn. Chương 2110 xin cứ tự nhiên thử kiếm núi kết giới đóng lại sau đó, bất luận kẻ nào không thể xuất nhập, bất quá Trốn Đào Nguyên cũng sẽ không ngăn, cho dù bây giờ kết giới đóng lại. Chỉ cần công tôn Triều nghĩ, hắn như cũ có thể dẫn người xông thử kiếm núi, bất quá hậu quả như thế nào, Trốn Đào Nguyên cũng sẽ không quản. Trước kia cũng từng có không ít người tính toán xâm nhập kết giới. Bởi vì không phải ai cũng có kiên nhẫn chờ 5 năm một cơ hội mở ra, còn nhiều người muốn lấy thân thí hiểm. Thế nhưng là kết quả sau cùng không cần nói nhiều, không ai có thể sống. Trong truyền thuyết, thậm chí có một vị nguyên anh kỳ đại tu hành giả tính toán tại kết giới chưa mở ra thời điểm xâm nhập thử kiếm núi tìm đệ tử của mình, kết quả cũng rốt cuộc chưa từng nghe qua kỳ âm tin. Xem như Đông Ly quốc người đối với thử kiếm núi những tin đồn này công tôn triều tự nhiên là hiểu rõ cũng là bởi vì hiểu rõ cho nên khi lộ văn tinh sau khi nói xong hắn một mặt ngượng nghịu khuôn mặt đen đến đáng sợ đại tế ti ngươi đây là ý gì chúng ta đông ly quốc cùng trốn đào nguyên quan hệ chặt chẽ mấy trăm năm chẳng lẽ không đủ để cho ngươi mở ra kết giới sao hắn đây là muốn cho lộ văn tinh mở ra kết giới giúp hắn tìm kiếm công tôn hảo lộ văn tinh nụ cười không thay đổi một bộ hòa ái lão thái thái dáng vẻ rõ ràng là rất dễ nói chuyện bộ dáng có thể nói đi ra ngoài lời nói lại để trong lòng người phát lạnh trấn quốc công chẳng lẽ là nghĩ sai cái gì trấn quốc công ngẩn người không biết đường văn tinh muốn nói cái gì chỉ thấy lão phụ nhân mỉm cười, giống như một hơi gió mát giống như đạm nhiên. Trốn đào nguyên tồn thế đã có ngàn năm, Đông Ly Quốc lập quốc bất quá 400 năm, trước đây thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng không phải là ta trốn đào nguyên chủ động tới cửa. Mà là người Đông Ly Quốc, quốc chủ tự mình đến nhà muốn nhờ. Chúng ta trốn đào nguyên nguyện ý cùng Đông Ly Quốc liên hệ là chúng ta cho các ngươi quốc chủ mặt mũi mà không phải là các ngươi đông ly quốc thủ hạ lưu tình chốn đào nguyên chỉ trích là bảo vệ thử kiếm núi mà không phải là người nào càng sẽ không vì một người nào đó phá hư chốn đào nguyên quy củ của ngàn năm qua trấn quốc công muốn dẫn người đi thử kiếm núi lão thân tuyệt sẽ không ngăn cản nhưng cũng sẽ không vì ngươi mở ra kết giới trốn đào nguyên, không có tiền lệ như vậy. Lộ văn tinh lời nói này nói đến ôn ôn nhu nhu. Nhưng gần từng chữ đều mang để cho người ta không dám phản bác uy nghiêm. Cho dù là chấn quốc công, đều bị cái kia trương hòa ái khuôn mặt tươi cười chấn trụ. Trong lúc nhất thời sắc mặt xanh trắng biến hóa, nói đúng là không ra một câu. Để cho hắn ở đây trực tiếp cùng lộ văn tinh tranh chấp chỉ sợ hắn mang cái này một số người còn chưa đủ để cho toàn thân hắn trở ra. Cần phải hắn cứ tính như vậy, công tôn hạo lại còn chưa có đi ra. Mặc dù có người che chở, cũng là 5 năm, năm sau. Huống chi vừa rồi tần phong một phen, để cho hắn bây giờ đối với nhi tử an nguy phá lệ để ý, cũng không biết công tôn hạo bây giờ đã thức tỉnh linh cốt không có, nếu là không có dưới tình huống còn không có tích cốc không nói gặp phải cái khác nguy hiểm sợ là liền sống sót đều khó khăn bất quá không đợi hắn nói thêm cái gì lộ văn tinh liền đã cười tùm tìm hạ lệnh trục khách trấn quốc công các người cũng không phải là người tu hành cũng không phải thông thường phàm nhân mang theo sát phạt chi khí bên trên ta trốn đào nguyên đã là lão thân ngoài định mức phá lệ Bây giờ thử kiếm núi kết giới đã đóng lại, các người phải đợi người cũng chờ không tới. Còn xin mau rời khỏi trốn đào nguyên, không thể lần nữa lưu lại một binh một tốt. Nếu là Trấn quốc công nghĩ tại này nháo sự, cái kia lão thân chỉ có một câu nói, lộ văn tinh cặp kia mắt cười bỗng nhiên lặng lẽ trợn, trong con ngươi đều là hàn ý, trong nháy mắt khí chẳng tăng vọt để cho người ta hoàn toàn không dám đem nàng xem như một cái bình thường lão thái thái đến đối đãi Giết không tha, bình bình đảm đảm ba chữ, đổi lại người khác. Công tôn triều chỉ sợ sẽ cười trừ. Dù sao tại hắn trong khái niệm, cho dù là đông ly quốc đương kim quốc chủ, muốn động hắn đều phải có một cái lý do thích hợp. Mà bây giờ một cái hương giã lão thái nói ra lời nói này lại làm cho đáy lòng của hắn run lên rõ ràng cùng lộ văn tinh cùng nhau cách hơn hai mươi bước hắn lại cảm giác lời nói này lộ văn tinh là bóp lấy cổ của hắn nói toàn thân chợt phát lạnh lộ văn tinh cũng không nói chuyện cứ như vậy mỉm cười nhìn xem hắn cuối cùng công tôn triều vẫn là gánh không được hắn nắm chặt nắm đấm, ra lệnh một tiếng, rút lui. Hắn xem như đã nhìn ra, coi như muốn tìm Tần Phong đám người phiền phức, cũng không thể ở đây. Tần Phong, thậm chí là Mạc Vấn Uyên hắn đều đắc tội nổi, nhưng tối thiểu nhất tại trốn đào nguyên, trước mắt lão bà này tuyệt đối không thể đắc tội. Trước khi đi, công tôn chiều hung hăng chừng Tần Phong một mắt cái sau cười không ngớt mà hướng hắn phất phất tay khiêu khích ý vị mười phần tần phong bình thường sẽ không chủ động khiêu khích ai trừ phi thật sự nhìn đối phương không vừa mát hạo nhi phàm là đã xảy ra chuyện gì mọi người chờ xem công tôn chiều bác sĩ hư lạnh cũng không để lại ở chỗ này tiếp tục mất thể diện quay đầu rời đi trấn quốc công phủ thuyền liền dựa vào tại bên bờ những ngày này tại trốn đào nguyên chờ đợi, cũng đều là chú đóng ở bên bờ. Trốn đào nguyên không cho phép bất luận cái gì chấn quốc công phủ người tiến vào đào hoa thôn, liền ăn uống cũng là bọn hắn kèm theo, trốn đào nguyên không cung cấp bất luận cái gì ăn uống. Mặc kệ trương thị như thế nào khóc sớt mướt, chấn quốc công phủ người hay là hậm hực mà về. Đang lúc tần phong bọn người cho là sự tình đến đây không sai biệt lắm lúc một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, chậm đã. Đá. Đám người quay đầu, chỉ thấy danh kiếm Sơn Trang nhân theo lấy sang bên này tới. Danh kiếm Sơn Trang lần này dẫn đội là một tên nguyên anh kỳ trưởng lão, mặc dù có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng đối phương như cũ lộ ra một tấm hơn 70 tuổi khuôn mặt. Sợi dâu bên trong đã có thêm vài phần màu trắng, nhưng chính là bởi vì chương này đã có tuổi khuôn mặt, mới khiến cho đối phương nhìn mười phần uy nghiêm. Lão nhân nhìn thân hình gầy gò, một thân trường bào màu xám lại là tiên phong đạo cốt, sau lưng cõng lấy một cái trường kiếm màu bạc, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều làm qua đặc thù rèn luyện. Nhìn không thanh kiếm này bề ngoài liền biết hắn khí bất phàm. Phía sau hắn ngoại trừ chắc thừa ăn ba người, còn đi theo bảy, tám tên đồng dạng khí chất bất phàm hoa y nam nữ từng cái khí thế hùng hồ thẳng đến tần phong xem bọn hắn dạng này liền biết vừa rồi tô anh ba người hẳn là cáo trạng đỗ lương bình lỗ tai vừa cầm máu nhưng mà cầm máu đi qua lại phát hiện lỗ tai của hắn thế mà tiếp không trở về thiếu đi một lỗ tai sau đó người này bề ngoài nhìn thế nào như thế nào kỳ quái lúc này xem trọng tần phong ánh mắt đều nhanh phun lửa bọn hắn bên này một hô cũng dẫn đến dự định rời đi lộ văn tinh đều ngừng xuống bành trưởng lão có gì muốn làm lộ văn tinh mắt cười từ vị trưởng lão này trên thân đảo qua bành hoàng phương diện sắc âm trầm đi tới lúc ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên thân tần phong lời nói lại là thích hợp văn tinh nói đại tế ti ta chỗ này cũng có một môn kiện cáo, muốn cùng cái này vị tiểu huynh đệ tính toán. Lộ văn tinh cười nói, cái gì kiện cáo, vừa rồi đám kia phàm cốt nháo sự, đại tế ti nói bọn hắn không có chứng cứ, không được tại trốn đào nguyên đả đà thương người. Vậy ta ngược lại hỏi một chút, người này làm tổn thương ta danh kiếm sơn trang đệ tử, chứng nhận không chứng nhận cỗ tại phải chăng lão phu có thể tự động xử trí a à? Hắn ý tứ là nhường đường văn tinh không nên nhúng tay chuyện này. Trường 2111 chính là ta làm đều không đợi lộ văn tinh mở miệng, bành hoàng thuận tiện lên tiếng lần nữa, đại tế ti, chúng ta danh kiếm sơn trang cũng cùng trốn đào nguyên lui tới nhiều năm. Bây giờ trốn đào nguyên mấy vị tên thôn đều tại ta danh kiếm Sơn Trang làm khách, còn có hai nhà thông gia. Nói đến, chúng ta danh kiếm Sơn Trang cùng trốn đào nguyên cũng coi như là người mình. Đại tế ti yên tâm, ta không phải là đang nháo chuyện, mà là tại cho ta đệ tử đòi lại một cái công đạo. Như vậy và như vậy, đại tế ti hẳn sẽ không ngăn cản A bành hoàng vừa mới người đem lời đều nói xong trực tiếp ngăn cản sạch lộ văn tinh từ giữa đó nói cùng cơ hội dù sao bành hoàng phương lại không ở trong thôn náo ở đây tới gần bờ biển mặc dù cũng là trốn đào nguyên địa giới nhưng cũng không có xâm phạm đến đào hoa thôn tài vật cùng người lại là sư xuất hữu danh lộ văn tinh làm sao đều không nên ngăn cản mới đúng quả nhiên Bành Hoàng Phương tiếng nói rơi xuống, Lộ Văn Tinh liền úp một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Đỗ Lương Bình. Như vậy nhìn tới thật đúng là sư xuất hiếu danh a, à. nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong mấy cái, mấy người các ngươi. Nhưng có đem ra được đồ vật tự chứng thanh bạch. Công Tôn Mạc vừa định mở miệng vì Tần Phong nói chuyện, liền nghe Tần Phong đã chủ động đứng ra nhận lãnh tội danh, trở về đại tế ti người này lỗ tai đúng là ta gây thương tích lão tần gặp tần phong cứ như vậy thừa nhận công tôn mạc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra cõng người hung hăng cho tần phong nháy mắt loại tình huống này sao có thể thừa nhận đâu rõ ràng chính là danh kiếm sơn trang tới gây sự giống như vừa rồi công tôn triều không bỏ ra nổi tần phong giết công tôn hạo chứng cứ hiện tại bọn hắn không bỏ ra nổi đỗ lương bình động thủ trước chứng cứ đối phương cũng không bỏ ra nổi tần phong đả thương đỗ lương bình chứng cứ chỉ cần không có chứng cứ cắn chết không nhận chính là hắn thừa nhận làm gì làm gì tần phong đơn thuần không biết vì cái gì không nhận rất rõ ràng vừa rồi lộ văn tinh nói chỉ cần không nháo đến đảo hoa thôn đi Ẩm ỉ thế nào đều cùng nàng không có quan hệ. Theo lý thuyết nàng sẽ không nhúng tay. Trừ cái đó ra, trước mắt vị trưởng lão này nhìn chính là Nguyên Anh kỳ người tu hành. Cảnh giới của mình còn không củng cố, vừa vặn thiếu một cái đối thủ thích hợp tới luận bàn. Hắn tại sao muốn không nhận đâu? Hắn sẽ thừa nhận, liền Bành Hoàng Phương đều có chút ngoài ý muốn vốn là đều làm xong tiểu tử này nhất định sẽ xảo ngôn tốt biển. Chính mình lấy thêm ra đỗ lương bình thân bên trên lưu ảnh châu hung hăng đánh mặt. Thật không nghĩ đến hắn thế mà cứ như vậy nhẫn. Lấy lại tinh thần, bành hoàng phương khuôn mặt sắc càng thêm khó coi, ha ha, ngươi thừa nhận liền tốt. Cũng tiết kiệm ta một phen miệng lưỡi, mấy người còn lại đều khi thế hung hăng nhìn xem tần phong thấy hắn thừa nhận sau đó sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Chỉ có Tô Anh, bây giờ nhìn muốn nói lại thôi, không biết nên không nên nói ra Đỗ Lương Bình trước tiên đánh lén Tần Phong chuyện, nếu là nói, danh kiếm Sơn Trang mặt mũi để vào đâu. Nhưng không thể nàng xoắn suýt, liền nghe Tần Phong nhàn nhạt, ân, một tiếng, tiếp đó bình tĩnh nhìn xem bành Hoàng Phương, chính là ta đã thương hắn, cho nên... Bành Hoàng Phương sửng sốt một chút. Dường như không ngờ tới Tần Phong không chỉ có thừa nhận, thái độ còn bình thản như thế. Trên mặt hắn tức giận chợt lóe lên, rất nhanh liền khuôn mặt nguyên một, ha ha, đã ngươi đã thừa nhận. Cái kia còn tính ngươi thái độ không tệ, đã như vậy, vậy ngươi liền hướng tông môn ta đệ tử quỳ xuống xin lỗi, thuận tiện đánh gãy một tai, chuyện này liền đến đây thì thôi lời còn chưa dứt, đồng cung nhã bọn hắn không nhịn được. Đồng cung nhã cũng mặc kệ đối phương thân phận gì, chống nạnh liền mắng, các ngươi danh kiếm Sơn Trang có nói đạo lý hay không a? À? Chỉ nói chúng ta đã thương ngươi người, như thế nào không hỏi xem chúng ta tại sao muốn động thủ với hắn đâu. Không tệ, Nam Hạc Hiên cũng khó phải mở miệng. Chúng ta cùng người này không oán không cừu hắn lại tại rời núi thời điểm đối với ta đồng môn hạ thủ bắn lén chúng ta bất quá lấy răng đổi răng thôi các hạ nếu là danh kiếm sơn trang trưởng lão liền nên nghiêm tra chuyện này mà không phải đi lên liền chất vấn sư đệ ta công tôn mạc không nói chuyện nhưng xem sắc mặt cũng là không cam lòng nhưng bành hoàng phương lại là sờ lấy dâu riêng liếc mắt nhìn một chút đỗ lương bình lương bình Chuyện này coi là thật. Đỗ Lương Bình bịt lấy lỗ tai, nhìn xem Tần Phong ánh mắt đều nhanh bắn ra đao, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, trở về trưởng lão, đệ tử làm sao lại làm ra loại chuyện này, chính bọn hắn đều nói, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, rời núi lúc sống còn, ta tại sao muốn ngay tại lúc này bắn lén? lại nói ta danh kiếm sơn trang làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc ta không cần thiết ra tay hại một cái phàm cốt a đỗ lương bình nói đến nói chắc như đinh đóng cột giống như hắn thật sự chưa làm qua loại sự tình này đồng cung nhã khí phải không được ngươi đánh giám, chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn thấy lão tần một cái phàm cốt còn đi ở ngươi phía trước ngươi tâm sinh đố kỵ cho nên mới Ha ha, thực sự là chê cười. Đỗ Lương Bình một trận cười to cắt đứt nàng. Ta ghen ghét một cái phàm cốt, nói ra ai mà tin a? À. Không chỉ có là hắn, còn lại Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử lúc này cũng bắt đầu cười. Đúng vậy a, à, ai sẽ tin tưởng Đường Đường Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử? Thiên phú tiền đồ đều vô khả hạn lượng người sẽ đi đố kỵ một cái phàm cốt ai nhìn không ra, cái kia phàm cốt mặc dù có thể sống sót đi ra, còn không phải dựa vào cái kia nguyên anh kỳ phó lưu hạp. Trốn đào nguyên người không tham dự cuộc phân tranh này, chỉ cần bọn hắn không đánh vào đào hoa thôn, khiêu khích trốn đào nguyên, bọn họ sẽ không xuất thủ. Xuân Nguyệt đỡ lộ văn tinh xem náo nhiệt. Nghe được Đông Cung Nhã giải thích thời điểm cũng là cười nhạo một tiếng, ha ha chỉ là một cái phàm cốt, thật là biết cho mình trên mặt thiếp vàng. Ta mặc dù không biết hắn như thế nào đi ra ngoài, nhưng chắc chắn là dựa vào vận khí tốt, nhân ra danh kiếm sơn trang đệ tử coi như giàu gì, cũng sẽ không đi ghen ghét một cái phàm cốt a. À. Lời còn chưa dứt, liền phát hiện Lộ Văn Tinh đang nhìn nàng. Mặc dù khóe môi mang theo ý cười, nhưng mà có thâm ý khác ánh mắt để cho xoáy nguyệt cảm thấy có chút nóng dần lên, nãy nãy. Người nhìn ta như vậy làm gì nha? Người rất chán ghét tiểu tử kia. Lộ văn tinh bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu cùng chuyện này phong nghiêu mã không liên quan lời nói. Xoáy nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nhanh mồm nhanh miệng, ta đương nhiên ghét. Úp, vì cái gì? Đơn giản là hôm đó tại mép nước hắn thắng nổi ngươi một lần sao? Lộ Văn tinh thần sắc bình thản, nhìn không ra tâm tình gì. Xuân Nguyệt khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên, không phải thẹn thùng, là xấu hổ giận dữ, "Nãy nãy ngươi nói cái gì a? À? Ngày đó, ngày đó rõ ràng là hắn đánh lén ta, không coi là thắng thua." Lại nói, coi như thua ta cũng sẽ không bởi vì cái này liền chán ghét hắn, ta chỉ là. Chỉ là, xoáy nguyệt nói, lại nói không ra ngoài, chính nàng cũng không biết vì cái gì chán ghét tần phong. Chính là cảm thấy nhìn hắn thúi như vậy cái rắm rất là khó chịu, muốn để cho hắn ăn chút giáo huấn. Có lẽ, nàng chẳng qua là cảm thấy tần phong một kẻ phàm cốt, liền không nên trương cuồng như thế dù sao nàng vì có thể ra trốn đào nguyên tìm kiếm phụ mẫu đã khắc khổ mấy chục năm kết quả lại thua cho tần phong một cái phàm cốt hắn một cái phàm cốt thế mà xuất hiện hỏng chuyện tốt của nàng chính là rất chán ghét chương 2112 như thế nào cái tiền chảm hậu tấu nhìn xoáy nguyệt tức giận bộ dáng Lộ văn tinh đã đại khái biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhưng kẻ sau chỉ là mỉm cười không nói một lời. Tại lộ văn tinh cười tùm tìm trong ánh mắt, xoáy nguyệt luôn cảm giác mình trong lòng điểm bí mật kia đều bị người nhìn một cái không sót gì, trột dạ khác mở ánh mắt. Tổ mẫu ngươi nhìn ta như vậy làm gì a? À? Ta, ta thật không phải là ghim hắn, hắn đây không phải chính mình cũng thừa nhận ra tay đả thương người sao. Nhìn xoáy nguyệt tâm hư bộ dáng, lộ văn tinh một mắt liền biết chính mình cháu gái này đang suy nghĩ gì. Nàng rời ánh mắt, ánh mắt rơi xuống tần phong bọn người trên thân, chuyện này cùng ta trốn đào nguyên không quan hệ. Chỉ cần không chạm tới trốn đào nguyên quy củ, bọn hắn nguyện ý xử lý như thế nào là chuyện của bọn hắn mấu chốt nhất những người khác không biết nhưng nàng biết tần phong đã sớm thành công đăng đỉnh trở thành trăm ngàn năm qua thứ nhất leo lên thử kiếm trên đỉnh ngọn núi người mà tu vi hiện tại của hắn hẳn là cũng tại nguyên anh kỳ sơ kỳ cùng bành hoàng phương cũng không phải là không có lực đánh một trận người trẻ tuổi này chủ động thừa nhận, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Xoáy Nguyệt không biết trong đó cong cong thẳng thẳng. Nàng chỉ biết là tất nhiên Tần Phong dám thừa nhận, vậy hắn liền đợi đến bị danh kiếm Sơn Trang tìm phiền toái chính là. Tần Phong cũng không phụ nàng hy vọng, nghe được bành hoàng phương kết quả xử lý, mỉm cười, úc. Nói xong, lại không động tác, bành hoàng phương cau mày nhìn chằm chằm tần phong ngươi đây là ý gì ý của ta là tiền bối phương thức xử lý rất tốt cũng rất công bằng không đợi những người khác mở miệng tần phong lại nói chỉ tiếc ta không chấp nhận ngươi không chấp nhận bành hoàng phương cũng sửng sốt một chút giống như là không ngờ tới tần phong sẽ nói như vậy dù sao ở ngay trước mặt chính mình vô luận tần phong là vô năng cuồng nổ vẫn là oán giận giải thích, đều tại dự liệu của hắn bên trong. Thậm chí ngay cả tần phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn đều nghĩ tới. Chính là không nghĩ tới hắn thế mà lại tới một câu hắn không chấp nhận. Đỗ Lương Bình lúc này liền nổi giận, làm can. Người biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Bành trưởng lão là ta danh kiếm sơn trang thử kiếm trưởng lão bằng ngươi liền thấy hắn tư cách cũng không có bây giờ ngươi lại dám ngỗ nghịch hắn mà nói là muốn chết sao tần phong ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn hắn coi như thân phận lại tôn quý đó cũng là các ngươi danh kiếm sơn trang người cùng ta có quan hệ gì các ngươi nếu là muốn tội của ta liền nên đi cùng ta tông môn trưởng lão thậm chí tông chủ đòi hỏi thuyết pháp bọn hắn xử trí xuống ta tự nhiên thi hành. Thế nhưng là mấy vị tựa hồ cũng không phải là ta vô tướng tông người. Các người muốn thế nào xử lý, ta vì sao muốn nghe? Còn có, nếu là ta sẽ nói xin lỗi mà nói. Lúc đó cũng sẽ không hạ thủ. Tất nhiên ta đã hạ thủ, muốn cho ta xin lỗi. Như vậy nhất định nhiên muốn để ta hối hận, thế nhưng là chư vị. Các người dự định như thế nào để cho ta hối hận đâu? đối mặt tần phong khiêu khích, danh kiếm sơn trang người bên này đều sắp tức giận điên rồi. Ngoại trừ Trác thừa an cùng tô anh, những người khác toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn, nói muốn thay đỗ lương bình báo thù, muốn giết cái này khiêu khích danh kiếm sơn trang vương bát đàn. Ta làm ngươi như thế nào phách lối như vậy đâu? Nguyên lai là vô tướng tông người A. Đỗ Lương Bình cười lạnh, Vô Tướng Tông chính là tiên môn tứ đại tông môn đứng đầu, ngươi nếu là Vô Tướng Tông Thiên Kiêu. Cái kia quả thật có kiêu ngạo tư bản, coi như chúng ta cáo trạng đến Vô Tướng Tông. Nói không chừng ngươi tông môn tông chủ trưởng lão còn có thể chết bất đắc kỳ tử ngươi. Thế nhưng là chính ngươi xem ngươi bây giờ cái bộ dáng này, mái đầu bạc trắng, bất quá là một cái đã mất đi linh cốt phàm cốt mà thôi. Dù là ngươi đã từng là vô tướng Tông Thiên Kiêu, bây giờ cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Ngươi lấy cái gì để cho vô tướng Tông bao che ngươi? Bành Hoàng Phương vuốt vuốt dâu ria không nói chuyện, nhưng mà trong lòng là đồng ý Đỗ Lương Bình lời nói. Chính xác, nếu như cái này gọi tần phong tiểu tử tư chất bất phàm, là bây giờ vô tướng tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử như vậy chuyện này thật đúng là xử lý không tốt dù sao cũng là đỗ lương bình động tay trước đây coi như không có chứng cứ bọn hắn muốn đòi cái công đạo cũng có chút khó khăn nói không chừng vô tướng tông đến lúc đó chính là dơ cao đánh khẽ nhưng hắn bây giờ ra mặt vì cũng không phải một cái đỗ lương bình mà là danh kiếm sơn trang mặt mũi nếu là bởi vì Tần Phong đến từ vô tướng tông việc này cứ như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có. Cái kia danh kiếm sơn trang mặt mũi liền không có chỗ đặt. May mắn người trẻ tuổi này mái đầu bạc trắng, nhìn đã không còn linh cốt, chắc hẳn cùng danh kiếm sơn trang giao thiệp so ra vô tướng tông sẽ không đi bao che một cái không có linh cốt phế nhân đỗ lương bình mặt tràn đầy uy hiếp tần phong hết lần này tới lần khác không ăn hắn bộ này chỉ là bình tĩnh a à, một tiếng đã như vậy vậy các ngươi liền lên báo đến tông môn ta a à? chờ tông môn xử trí kết quả xuống ta tự nhiên tuân thủ nói xong liền một cái dư thừa ánh mắt cũng không muốn cho bọn hắn bất quá tần phong trong lòng tinh tường danh kiếm sơn trang người làm sao có thể cứ như vậy thả hắn đi hắn không có linh cốt bành hoàng phương bọn hắn nhất định cho là hắn đã là tông môn con rơi đã như vậy liền xem như tiền chảm hậu tấu cũng sẽ không bị vô tướng tông trách tội cớ sao mà không làm quả nhiên tần phong chưa quay người một đạo kinh phong từ phía sau đánh tới đồng cùng nhá bọn người trợn to hai mắt, vừa vặn hô một tiếng cẩn thận. Dừng lại, ta nhường ngươi đi sao? Bành Hoàng Phương một âm thanh lệ a, à, sau lưng trường kiếm cũng không ra khỏi vò. Nhưng đạo này chỉ kiếm kiếm khí lại là không hề tầm thường. Nhưng Tần Phong đã sớm chuẩn bị, ngay từ đầu liền biết danh kiếm Sơn Trang người sẽ không cứ như vậy để cho hắn chạy thoát. Đương nhiên sẽ không bị đạo kiếm khí này đánh trúng, thân hình hắn lệch ra, miễn cưỡng cái này đạo kiếm khí này gặp thoáng qua, cũng không bộc lộ ra thực lực của mình. Bất quá nhìn thấy chính mình chỉ kiếm thế mà không có đánh trúng, Bành Hoàng Phương vẫn còn có chút bất ngờ. Chỉ là ngoài ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ hẳn là chỉ là may mắn. Hắn khuôn mặt nguyên một Ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân tần phong, "Tiểu tử, hôm nay ngươi tổn thương ta danh kiếm sơn trang người, nếu là nhường ngươi cứ đi như thế." "Ta danh kiếm sơn trang còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tất nhiên ta ở đây, liền sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi. Hôm nay, ngươi nếu là không đưa ra một cái để cho ta giá thỏa mãn, liền đừng có trách lão phu tiền trảm hậu tấu, hạ thủ không lưu tình." có người làm chỗ dựa. Đỗ Lương Bình tự nhiên đắc ý, phía trước rời núi thời điểm hắn chật vật không chịu nổi. Bị cái này phàm cốt phế vật đoạt không nói trước, sau khi lên thuyền hắn thế mà còn dám đối với tự mình động thủ. Bằng vào điểm này, liền đầy đủ chính mình giết hắn một vạn lần. Chỉ là bây giờ còn tại trốn đào nguyên, trước mặt mọi người giết người cuối cùng ảnh hưởng thanh danh của hắn không bằng trước tiên cho hắn một chút giáo huấn nhỏ sau này sẽ chậm chậm tính sổ sách vốn là cho là bành trưởng lão vừa ra tay tiểu tử này chắc chắn bị dọa phát sợ đỗ lương bình đều chờ đợi hắn nói xin lỗi không nghĩ tới tần phong xoay đầu lại đi là một mặt đảm nhiên hơn nữa hắn vừa muốn há miệng nói cái gì bỗng nhiên một cỗ cường hãn uy áp chút xuống mà đến chỉ thấy tần phong bọn người không khí trước mặt vặn vẹo. Một người bằng bạch từ bên trong hư không đi tới, Mạc vấn Uyên khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn xem Bành Hoàng Phương, như thế nào thủ hạ không lưu tình pháp, ta cũng nghĩ xem. Chương 2113 bồi ngươi chính là Mạc trưởng lão mạc vấn uyên vừa xuất hiện công tôn mạc bọn người giống như là thấy được hậu trường sắc mặt nhất thời hưng phấn đứng lên bọn hắn đều đã nhìn ra mạc vấn uyên nhìn lãnh lãnh đạm đạm nhưng mà tối bao che cho con bất quá tần phong nhìn thấy mạc vấn uyên xuất hiện trong ánh mắt nhưng có chút thất vọng còn chưa nói cái gì liền bị mạc vấn uyên liếc mắt nhìn tiểu tử thúi nhìn thấy vi sư tới ngươi rất thất vọng. Đệ tử không dám, chính xác rất thất vọng, đi ra quá sớm, gặp tần phong bộ dáng cung kính. Mạc Vấn Uyên hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi bây giờ cảnh giới không vững chắc. Còn không phải lão già kia đối thủ. Dù chứ điểm nhi a à, Tâm sự bị vạch trần. Tần Phong cũng không có chút nào ngượng ngùng chỉ là nhe răng nở nụ cười, đa tạ sư phụ quan tâm. Tiểu tử ngươi thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng. Ta cũng không có thời gian quan tâm ngươi. Nói xong, Mạc Vấn Nguyên ánh mắt rơi xuống bành hoàng phương trên thân, không phải muốn tới vô tướng tông vấn trách sao. Vừa vạn, tiểu tử này là môn đồ của ta, có lời gì ngươi hướng ta nói. Bành Hoàng Phương không có lập tức trả lời ánh mắt tại trên thân mạc vấn uyên trên dưới đảo qua bỗng nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt ngươi là mạc vấn uyên mạc vấn uyên thì nghiêng mắt lướt qua bành hoàng phương tựa hồ mới nhận ra hắn tới bành hoàng phương là ngươi a à, tần phong ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về đảo qua nhìn hai người bọn họ tựa hồ nhận biết bất quá xác nhận mạc vấn uyên thân phận sau đó Bành hoàng phương sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn một gương mặt mo trắng phát xanh hai tay nắm chặt trên trán còn có nổi gân xanh tần phong nhếch miệng xem ra hai người này không chỉ có là quen biết cũ hơn nữa còn có một đoạn ân oán có thể là một đoạn cố sự cũng có khả năng là một đoạn sự cố hắn quay đầu thấp giọng hỏi đông cung nhã gì tình huống đối với tiên môn bên trong tình huống, đông cung nhã cái này ba cái dân bản địa so với hắn hiểu nhiều. Bất quá đông cung nhã ba người bọn hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ. Đối với 300 năm trước chuyện cũ biết đến không nhiều, đều mê mang mà lắc đầu. Vẫn là phó lưu hạp thấp giọng giải thích nói, 500 năm trước tiên môn trên đại hội. Mạc trưởng lão cùng danh kiếm Sơn Trang cái vị kia là đối thủ vị kia bành trưởng lão thua phó lưu hạp âm thanh bình thản dựa theo hắn bối phận chính xác nên gọi bành hoàng phương một âm thanh tiền bối trưởng lão nhưng mà vừa rồi bành hoàng phương một ra tay tần phong cũng cảm giác được thực lực của đối phương thậm chí không bằng phó lưu hạp vốn là cho là đối phương tu hành còn thấp hẳn là niên kỷ không tính quá lớn dù sao tại tiên môn bên trong người bề ngoài là sẽ gạt người, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này bành hoàng phương thế mà cùng sư phụ là cùng một đời người. Cái này cũng có chút ngoài ý muốn, Mạc Vấn Uyên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Phong đến nay cũng không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn, Phó Lưu Hạp tuyệt đối không phải sư phụ đối thủ. Mà Bành Hoàng Phương cùng sư phụ là cùng một đời người đã từng có thể cùng sư phụ trở thành đối thủ, lại so phó lưu hạp lớn tuổi nhiều như vậy. Theo lý thuyết, phải cùng Mạc Vấn Uyên tương xứng mới là. Chẳng lẽ thương trọng vĩnh, tựa hồ nhìn ra tần phong nghi hoặc, phó lưu hạp bổ sung một câu, căn cứ vào sư phụ nói. Lúc đó chỉ là bành hoàng phương chính mình đem mạc trưởng lão xem như đối thủ mà thôi. Hắn trầm mặc một chút. Lúc đó Mạc Trưởng Lão đánh bại Bành Hoàng Phương không dùng đến 10 chiêu. Lần này Tần Phong cũng trầm mặc, thì ra không phải thương trọng vĩnh, là từ ngay từ đầu. Bành Hoàng Phương cùng Mạc Vấn Uyên ở giữa chính là khác nhau một trời một vực. Mà cái này 300 năm tới, Mạc Vấn Uyên đóng cửa không ra. Bành Hoàng Phương như cũ không thể bù đáp bên trên đoạn này tranh lệch xem ra dưới đại bộ phận tình huống thiên phù mãi mãi cũng không phải cố gắng có thể bù đắp cũng khó trách bành hoàng phương nhìn thấy mạc vấn uyên ánh mắt liền cùng nhìn thấy cửu nhân giết cha một dạng dù sao tại tiên môn trên đại hội liền mười chiêu đều không thể chịu nổi là cá nhân đều biết khắc trong tâm khảm a ánh mắt quay về đến hiện trường trên thân hai người mạc vấn uyên thần sắc lạnh lùng Bành Hoàng Phương ánh mắt vẫn uất. Bất quá Bành Hoàng Phương vẫn là khống chế được tâm tình của mình, ngay trước mặt nhiều phía sau lưng như vậy, hắn cũng không thể đem trước đây quẫn bách lấy ra nói, trực tiếp rời đi chủ đề. Mạc Vấn Uyên, các người nội đệ tử đã thương tông môn ta hậu bối, người dự định xử trí như thế nào? Hắn đè xuống khi xưa lửa giận, nhìn chằm chằm Mạc Vấn Uyên. những người khác không biết trước kia xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không đem Mạc Vấn Uyên để vào mắt. Chủ yếu là cái này 300 năm tới, Mạc Vấn Uyên danh hào tại tiên môn bên trong đã bị dần dần nhạt đi, bây giờ đệ tử của đời này không có người biết năm đó Mạc Vấn Uyên có như thế nào danh tiếng cho nên đều cho rằng dẫn đội tới đây Mạc Vấn Uyên bất quá là vô tướng tông nội bừa bãi vô danh một cái phổ thông trưởng lão. Không tệ, người vô tướng tông đệ tử nhân lúc người ta không để ý ra tay đả thương người, các người vô tướng tông cũng nên cho một cái giao phó a à. Liền xem như tiên môn đệ nhất đại tông, cũng nên giảng đạo lý mới là, chính là, cho dù là vô tướng tông tông chủ ở chỗ này cũng phải cho chúng ta danh kiếm Sơn Trang một cái công đảo. Vài tên danh kiếm Sơn Trang đệ tử ngươi một lời ta một lời, không để ý chút nào trưởng bối nói chuyện vãn bối không thể chen miệng quy củ. Bành Hoàng Phương cũng không ngăn cản, chỉ là căm tức nhìn Mạc Vấn Uyên. 300 năm không thấy, hắn không biết 300 năm tới Mạc Vấn Uyên đến cùng Tu Vi đến một bước nào. Nhưng vô luận như thế nào lần này là bọn hắn danh kiếm Sơn Trang chiếm lý. Mạc Vấn Uyên thân là vô tướng tông trưởng lão, cũng không thể một mực mà che chở đệ tử của mình a à. Úp, Mạc Vấn Uyên lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phong, người là ngươi thương. Đỗ Lương Huề vốn cho là Tần Phong sẽ rảo biện. Thật không nghĩ đến Tần Phong liền giảng giải đều không giảng giải một câu, hồi sư tôn là ta. Ngắn ngủn năm chữ, Tần Phong nói đến bình tĩnh đạm nhiên, giống như hoàn toàn không để ý. Để cho Đỗ Lương Bình lại tức không nhẹ. Vị trưởng lão này, chính ngươi nghe chưa? Các ngươi nội đệ tử chính mình thừa nhận hắn ra tay đả thương người. Ngươi cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy bao che hắn a. À. Đỗ Lương Bình nghĩa chính ngôn từ mà chỉ trích. Ngươi nói bậy bạ gì đó trên lỗ tai của ngươi thương đúng là lão tần tần phong thương nhưng ngươi tại sao không nói nói hắn vì sao muốn thương ngươi đây công tôn mạc giận đứng ra giúp tần phong giải thích một câu nhưng đỗ lương bình một âm thanh hừ lạnh ngươi nói ta trước tiên thương hắn ngươi có chứng cứ sao ngươi công tôn mạc chán nản bởi vì bọn hắn chính xác không có chứng cứ đi không đợi hai bên ầm ý lên. Mạc Vấn Uyên liền cắt đứt đối thoại của hai người, nhìn về phía Tần Phong, bình chân như vậy nói, ý của ngươi là nói, ngươi cố ý đánh rớt hắn một lỗ tay. Tần Phong vẫn là một mặt thẳng thắn. Đúng vậy, Đỗ Lương Bình đều sắp tức giận phải nha dương dương, nghe chưa, hắn toàn bộ đều chính mình thừa nhận, còn có cái gì có thể nói hôm nay các người vô tướng tông nhất định phải cho một cái giao phó giao phó chính xác nên cho mạc vấn uyên gật đầu một cái đồng ý đỗ lương bình lời nói nhưng không đợi cái sau đắc ý chỉ thấy mạc vấn uyên tiện tay ném ra một cái túi tiền vừa vặn la thung lũng đỗ lương bình trong ngực những thứ này cầm lấy đi coi như bồi thường đỗ lương bình đánh mở xem xét là một túi phổ thông linh thạch